Hello chào các bạn. Hôm nay Thu Mệt cũng tới nhà của chị Đào hả các bạn? Ở vùng Deer Park. Giờ cũng bây giờ cũng di dời lại cho chị Đào mấy cái cây, những cái bông này các bạn. Bây giờ cái cây này nó lớn rồi mà chị không thích trồng đây nữa. Chị kêu mình dời lên, bứng lên cho chị. Đó, bây giờ Thu Mệt sẽ bắt đầu làm và đào lên bứng cái cây này trồng ở một cái chỗ khác hả các bạn. Thì bây giờ các bạn hãy xem Thu Mệt làm như thế nào ha. Thì cái cây này nó hình cũng lớn lắm các bạn, nhưng mà nó nằm ở vô cái chỗ mà nó rất là khó để mình đi vô đi ra các bạn, nên làm rất là lâu à. Các bạn thấy không, nhưng bây giờ phải đào ra. Đá không các bạn. Cái cây hoa anh đào, nhưng mà cái cây này đẹp lắm, chị nên chị muốn giữ lại cái cây này và để trồng lại hết các bạn ha. Đá gì quá trời luôn. Đá không.
Giờ mình di dời cái cây này qua một bên. Mà trước khi di dời thì mình phải soạn cái chỗ cho nó nằm ở đây nè. Thì chị Đào cũng rồi dời nó ra cây kia. Bây giờ mình đi kiếm cái chỗ để mình đào cái cây kia lỗ trước các bạn. Còn đây là cái cây mà mình chuẩn bị mình đổi cây các bạn. Bây giờ mình phá bỏ cây này, thì đào bỏ cái này lên, rồi mình đào đào cắt lỗ, rồi mình đào bỏ cây đó hồi nãy xuống các bạn. Bên đây nó làm đơn giản hơn các bạn. Trồng một cái cây lên rất là lâu ha, mà phá một cây rất là nhanh, phá một cây rất là nhanh các bạn ha. Ra rồi, ra rồi, ra rồi. Búa nó mạnh hơn nhớ. Đứt rồi. À, kéo ra. Kéo ra. Còn nữa hả? Lên. Lên. Giờ sao kéo ra ta? Đưa cái đít ra trước hả? Đít ra trước không được cái đầu. Đưa xe vô không? Hay khỏi kéo kéo không ơi. Hả? Cái này cái lớn rồi nó đâu cần thiết đâu. Bông mà. Rồi. Rồi. Ok đó. Khoan khoan khoan, quay cái đầu qua cái qua bên đấy. Kéo ra. Đi bên đây không? Rồi, trả cái miếu nè, trả nữa. Đường kia vô được không? Đường kia vô cho đẩy nhẹ tội ha. Đây là cái cây mà cái lỗ mà sau khi tôi mệt đào các bạn. Thì bây giờ mình chuẩn bị mình cho cái cây hồi nãy mình nói lên 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 nè. Đó. Nhìn đẹp không? Đó.
À, do cái khu này là cái khu cái vùng này á các bạn, đất ở dưới này đất thịt không bạn ơi, không có đất. Giờ tôi mà cho miếng phân chù xuống à. Kéo luôn, kéo luôn. Rồi, cho nó sẽ ngã vô. Rồi, thả luôn. Đúng xe lại. Kéo cái cây lên. Được rồi không? Được chưa? Cái tàn này nó được chưa? À, đất cái này cũng còn tốt quá bạn. À, mình cho thêm một ít phân chù vô mình trộn lại. Đỡ tốn tiền cho chủ nhà. Cái cây này cũng cây bông thôi. Trộn lên. Rồi, cho đất xuống ha bạn. Nhưng mà thả cái nó được chưa? Cứng chưa? Được rồi, phải không? Nhảy không? Rồi, để trộn thêm miếng đất nó bỏ vô.
À, cái này các bạn nha. Nhớ này, rau mạch, cái cây của rau mạch đây. Giờ nó cứng ha. Giờ mình phải xiềng lại ba cây rồi. Giờ mình phải buộc thêm cái này các bạn. Cho nó giữ cây. Rồi, cứng nhắc ha. Rồi, sau khi mà mình xong cái này mình cho thêm một lớp phân chù nữa các bạn. Lên trên mặt luôn. Rồi, mình tưới nước vô các bạn ơi. Sau khi cái cây mình trồng xong như thế này á thì mình phải chim lại cái cành cho nó đẹp cái cây các bạn. Thì mình cũng bắt đầu mình vô mình làm mình chim lại sơ cho những cái cây này. Những cái nhánh nào mà không xài tới á. Đây, mình cũng cắt bỏ đi các bạn. Nhiều quá. Cái nào mà nó đâm nó không có vị trí các bạn thì nó đâm mà nó xiên bên này xỉa bên kia mình tỉa đi cái bớt các bạn để cho nó lên nó mọc theo thứ tự đàng hoàng. Đâm dài quá mình cũng cắt bỏ đi các bạn.
Thu Mệt cũng vừa trồng xong cho chị Đào xong cái cây hoa anh đào các bạn. Thì khi mà cái cây này thì nó rụng lá thì các bạn có thể di dời được. À, muốn trồng bất cứ nơi nào cũng được. Và khi cái cây nó phát triển rụng lá thì cái cây nó lúc đó mình đào di dời những cây lớn vậy đó, nó dễ chết lắm các bạn. Còn này cái này là đang vào mùa đông hả các bạn? Nên các bạn có di dời thì nên di dời cây vào những cái mùa đông ha. Thì mùa lá rụng thì cái cây nó phát triển rất là khi sau khi nó ngủ đông, sau khi mà cái mùa nắng lên nó ấm cái là nó sẽ bung lá lên các bạn ha. Thôi video của Thu Mệt cũng đã dài rồi, Thu Mệt xin dừng clip ở đây ha. Hẹn lại các bạn ở trong những video kế tiếp ha. Bye bye, xin chào các bạn. Bye bye, xin chào các bạn.